Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn thật là vui vẻ và hạnh phúc. Đối với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi. Có thể nói đây là cái phiên bản 5 chỗ ngồi rộng nhất trong các phân khúc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Toyota Venza thì nó có phiên bản 3.5 này, phiên bản 2.7 này. Trong mỗi phiên bản đều có những phiên bản trung, phiên bản thiếu, phiên bản đủ các bạn nhé. Đấy, thì chiếc xe này là phiên bản đủ rồi. Nhìn qua về bên ngoài, nếu như các bạn biết được phiên bản đủ hay thiếu thì các bạn xem nó có cái cảm biến đèn pha đây này. Đấy, cảm biến đèn pha này, những chiếc xe có cảm biến đèn pha này đa số là đã đầy đủ option rồi các bạn nhé. Đây, nếu như chiếc xe đầy đủ option thì nó có những cái gì thì tôi sẽ nói những nó có hơn ở những chiếc xe bản thiếu nhá. Đó là khóa thông minh, đèn ổ start top, nội thất da, hai ghế hàng ghế trước chỉnh điện này và có sấy ghế. Cửa sổ nóc đằng trước và đằng sau có cửa sổ panorama nhé. Màn hình Navi loa JBL. Đấy là những cái phiên bản đủ nó có những chiếc option như vậy. Còn nếu như phiên bản thiếu là nó không có cái option vậy đâu các bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, đây là chiếc xe Toyota Venza ở phiên bản 2.7 2010 các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009, sản xuất tháng 11 năm 2009. Nhập khẩu về Việt Nam là 2010 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Và thưa với quý bạn, ở chiếc xe này đặc biệt là bác chủ xe rất là cẩn thận. Cẩn thận là một, thứ hai là đi rất ít. Chiếc xe mới lăn bánh có 4.7 vạn dặm thôi, 4.7 vạn mai. Tính ra km thì chiếc xe này chỉ mới chạy có khoảng 7 vạn km thôi các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên bản này. Nguyên bản từ dàn lốp. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản và còn rất là dày. Nhưng tuổi thọ của cao su thì cũng đã rất là kém rồi các bạn ạ. Bác chủ xe này hay đi ở trong phố cho nên là không hay đi ra ngoài đường trường. Cho nên là bác chủ xe cũng thích giữ nguyên bản là một. Và cái dàn lốp này cũng không cần phải thay để cho nó, vì bác chủ không hay chạy đường dài. Nếu chúng ta mà chạy đường dài thì phải thay dàn lốp rồi các bạn ạ. Vì chạy như thế nó không an toàn. Vì tuổi thọ của cao su bây giờ đã hơn chục năm rồi, cho nên là rất là dày. Nhưng mà cao su thì rất là kém các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này, tôi sẽ hỗ trợ thêm cái phần tiền để các bạn thay cả một cái dàn lốp mới để đi cho nó sướng. Đấy, vì tôi muốn giữ chiếc xe này nó nguyên bản để cho các bạn thấy được là chiếc xe này nó là còn nguyên bản hết. Và đồng hồ nó chạy như thế là chạy đúng 4.7 vạn dặm các bạn nhé. Và bác chủ xe còn giữ nguyên cả hồ sơ tự quản cơ. Hồ sơ tự quản này gồm hóa đơn này và kể cả giấy tờ nguồn gốc chiếc xe này từ lúc bác mua có những cái gì bác giữ nguyên hết. Đấy, tí nữa tôi cho quý bạn cùng xem ạ. Cho nên chiếc xe này có thể nói là đẹp, hiếm có trên thị trường Việt Nam lúc này các bạn nhé. Đấy, màu vàng, màu da lươn rất là đẹp các bạn ạ. Ở Venza nó có những màu vàng da lươn này, màu vàng đồng, thì chiếc xe này là màu vàng da lươn các bạn nhé. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 595 triệu đồng các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2010 phiên bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Venza 2010 tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Venza 2010 phiên bản 2.7 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh 47,000 quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 595 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.